Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ dùng nhân vật đưa thư để chơi cho các bạn cùng chơi theo dõi trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Sáng thì nó chưa đến nơi rồi, giờ này là giờ tan học rồi. Và không biết là các bạn về đến nhà là lúc mấy giờ luôn. Mình nhớ cái đợt năm cấp 2 là mình cũng hơi cực về cái khoản này á. Học như chạy xô để thi vào trường chuyên. Nhưng mà đến khi mà mình thi á, là thiếu 0,25. Đi phúc khảo nhưng mà giáo viên không cho. Đợt đó thi chuyên kiểu nó cũng đơn giản lắm. Thi toán văn chỉ cần trên 5 rồi môn chuyên thì 6,5 là ok rồi. Nhưng mà đợt đấy mình thi chuyên văn thì thiếu 0,25. Phúc khảo á, một là xuống, hai là giữ điểm chứ không có phụ lên đâu. Trường mình cũng khá là nhiều người nói về cái vụ phúc khảo điểm, nhưng mà mấy cái anh chị đi trước thì họ nói là tốn 50.000 phúc khảo, nhưng mà một lên là một là xuống, hai là giữ điểm chứ không bao giờ lên, cho nên là đừng có phí 50.000 làm gì. Còn nếu mà muốn phí á, thì cứ thử đi trải nghiệm cho nó biết với sự đời. Mấy ông chị nói vậy thì mình thôi kệ luôn. Tại vì thường thường khi mà mình thấy mình thi 3-4 lần rồi mà làm bài thi xong là chỉ công bố điểm thôi, chứ không bao giờ biết là cái bài thi mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào là mình không hề biết luôn. Nó không có giống cấp 2, cấp 3, còn không biết trường đại học khác như thế nào thì mình không biết. Bữa nay thì mới tìm ra được cái ngôn ngữ mới, đó chính là tấm chiếu. À, em chưa từng trải, em mới như cái tấm chiếu, chưa từng trải. Ui dồi ôi, mệt, mỗi ngày đi học là mỗi ngày một cái từ ngữ mới. Thợ máy búp bê cai có vẻ khá là ngon nhỉ. Các bạn gửi cái thư leo ván á, sẽ được vĩnh viễn luôn, không bị hồi, không bị giới hạn thời gian. Những thư khác thì sẽ bị giới hạn thời gian khá là nhiều. Cái thư hầm á, thì đối với còn 3 máy thì các bạn gửi cho đồng đội sẽ tốt hơn, bởi vì lúc đấy mới có cái hầm. Có cái vòng của chủ tế này. Ôi mỹ nhân đi làm gì vậy? Trời ơi, ông ra bà ra bà hóng hớt rồi, cuối cùng bà bị đập kìa. Kiểu gì cũng ngỏm cho coi. Mình đoán không có sai đâu, nếu mà nó tham á, nó đập cho chết luôn á. Để mình lại mình cover cho Đạt xem. Úi dồi ôi, chịu rồi. Ít ra thì cũng phải sửa xong cái máy đi rồi tính sao. Chán ghê á. Để mình thả con chó cho nó cắn. Rồi chạy thôi, mạnh ai người lo nha. Cũng mong là thợ máy chạy qua cái vòng xanh kia. Ui, nó có cái con mắt hiếu lâu ghê thật đấy. Nhấc bóng lên rồi. Bó tay rồi. Giờ mình không biết là mình nên làm cái gì luôn. Lục cái hòm đỡ đi. Xem nó mà không cam không gì thì mình sẽ đi cứu. Rồi, thợ máy sống dậy rồi. Ủa nó có cam không vậy? Để mình đi sang cứu trời. Ô, không cam, ngon, quá ngon rồi, quá tuyệt vời rồi. Ổn nha, đừng có đi hóng hớt nữa, sửa máy là chính. Không hiểu sao nha, Hunter nào thì mình không biết, nhưng mà đối với Hunter Dreamwick á, cứ mỗi lần mà một đứa lên ghế là 3-4 đứa chụm vô đi cứu, cái là máy không ai sửa luôn. Lúc nào đi mình đi rank cũng có một cái kịch bản y chang vậy luôn. Rất là buồn cười. Nghe tim đập mông. Ôi nó không thấy. Đi vô đây. Thấy không? Nó tới kìa. Nó tới, may quá, heal xong hết rồi. Hên quá. Cố gắng cai nha. Ủa nó không đuổi mỹ nhân nữa à?
thanh niên chán. Quá chán. Ê đây này. Để mình thả chó cắn ông bên. Đâu rồi, đâu rồi. Này này. Con chó mà cắn trúng thì 45 giây sẽ hồi chiêu. Còn cắn hụt á, thì 10 giây hồi chiêu. Xét 10 giây các bạn lại thả chó cắn tiếp nha. Ủa sao Hunter đầu hàng vậy? Ủa? Nhạt nhẽo vậy. Không hiểu luôn á. Ok, mình đã quay trở lại với một trận đấu thứ hai và mình cũng không hiểu lý do vì sao mà cái bạn kia tự nhiên bạn bỏ cuộc giữa chừng vậy. Có rất là nhiều lý do thôi. Mạng vấn đề này, rồi bận gì đấy, hoặc là chán. Kiểu như đi test tra cho vui thôi, chứ thực ra cũng không có muốn chơi bời gì nhiều. À, gặp anh Gu Trang. Úi giời ơi, hên quá nhờ. Ngon, ngon, ngon. Người thù chúc oán rồi. Gây thủ chúc oán rồi. Mình lên cái nhà thư nhảy cửa sổ này. Quá perfect luôn. Nhân vật này là thiên hướng về support. Nó bay, nó bay. Ê, ê. Ui. Mang rào cửa cơ. Từ từ hãng đập ván này các bạn ơi. Ui. Ui, nó vẫn chưa có hết rào cửa nữa. Em sai rồi. Em sai rồi, em sai rồi. Ê, chó mình cắn trúng Vũ Trang rồi kìa. Bay hả? Này thì bay. Đi ngược lại. Rất là đơn giản. Giận Vũ Trang quá. Không, không, không. Hồi nãy bạn đánh mình một lần rồi. Mình sợ rồi. À, bắt nọn mình ở chỗ này. Không dễ vậy đâu bạn ơi. Đấy, cho nên là các bạn. Úi dồi ôi, cái dù nó xuyên qua tường luôn. Cho nên là các bạn cũng cần phải nhớ để đảo cam nhá. Chứ nếu bạn không đảo cam là không định hướng Hunter đi chỗ nào đâu. Thả chó tiếp này. Được 3 máy luôn rồi kìa. Như một trò đùa ấy. Nhắm làm lại chị em tao không? Hử? Chắc 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 chắc. Gửi thư cho mình để mình nhảy cửa sổ. Cái gì vậy anh Gu Trang? Bạn ấy bay sang thì mình nhảy sang. Hai đứa không thể nào mà đụng độ với nhau được rồi. Chán rồi. Chán rồi, chán rồi. Thanh niên quá quá mệt. Đấy, như vừa nói xong, Gu Trang như một tấm chiếu mới. Chưa trải sự đời. Thợ máy bảo mình ra ngoài cổng có con robot. Đâu robot đâu, có thấy nó đứng đâu. Kia phải không? Hình như là kia kìa. Kia, thấy rồi, thấy rồi. Đấy các bạn thấy không? Các bạn con xong là rất là sướng, tiện lợi luôn ấy. Tự nhiên có người heal. Mà con robot này á, là trị thương cho người khác thì sẽ không bị mất năng lượng nha. Hình như là trị thương cho bản thân thợ máy là sẽ bị mất. Ok. Cứu bác sĩ thôi. Dữ. Còn đúng một máy. Ngon. Cái khu cai này rất là ngon lành để mà các bạn cai luôn á. Nhưng mà mình rất là ngán với nhân vật Bon Bon. Gây xa. Rách, đúng rồi. Úi dồi ôi, double down. Má ơi. Đào vàng nhánh 6 không? Đi cứu hả? Thấy đứng có vẻ giống như là anh hùng cứu mỹ nhân đến nơi rồi. Cố lên, mình sửa cái máy này cho xong.
Wuchang skin vàng luôn. Ui, hút 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 rổm rồi. Cố lên cao một tí thôi là nổ máy đến nơi rồi. Chín hai rồi, chuẩn bị rồi. Bùm, ngon. Bây giờ robot mở cổng thoát ra thôi. Easy game. Theo mình á là hiện tại thì nó có cái dịch chuyển á, trước mắt cứ lên lầu cho nó chắc, không là nó đập mất mình ra cổng, nó bay tới là xỉu luôn á. Gửi cái hầm cho thợ máy. Không biết nó đi chưa, trời mình sợ. Quá sợ luôn, cái hầm ngay đây rồi nè. Ok ok ok. Hình như cái hầm màu vàng là mình sẽ có cái thư màu vàng thì phải. Đúng không, các bạn thấy không? Cái hầm màu vàng, cái thư mình đeo phụ kiện vô thì nó sẽ cũng sẽ có cái màu vàng xuất hiện đây này. Rồi sửa máy mà sợ cu trăng nó bung dù tới. Sợ. Quá sợ luôn. Ok, cổng mở rồi, cổng mở rồi. Thở máy đâu rồi? Vô, 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 vô. Vô đi, mình nhảy hầm cho vui. Thợ săn đang ở gần tớ, vậy là thợ đào vàng rồi. Để mình sang bên kia xem sao. Khá là yên ắng ha. Rất là yên ắng, không thấy động tĩnh gì. Không biết đào vàng vô được cổng chưa. Ô, đào vàng vô được rồi. Cù trang bó tay. Ô, đầu hàng luôn hả? Ủa sao hôm nay mình toàn gặp Hunter thiếu nghị lực vậy? Nhưng mà không sao. Nói chung là thắng thì mình thích thôi.